Cũng thích một người là hiền một chút, đừng có dữ quá. Hiền, bên kia có hiền. Dạ hiền. Thì nếu mà xinh xinh được thì càng tốt. Xinh, dạ. Có bên xinh. Đây là dư xinh luôn. À, da xanh trắng nữa thì càng tốt nữa. Trắng có trắng. Trắng luôn. Công dung ngôn hành nữa càng tốt nữa. Bên kia có đó. Bên đây là nấu ăn rồi ca hát rồi được hết. Vậy Dũng có Dũng chị Hằng không vậy chị hả? Để em làm chú cùi chứ. Trời ơi trời. Dạ em người mẫu hình lễ tiễn là giống như anh Quyền Linh là được ạ. À như Quyền Linh. Khó à. Thôi ngồi đi em trai. Dạ cảm ơn Trần. Thôi xin mời nhà gái giới thiệu trước nè. Em xin chào anh Quyền Linh. À, xin chào MC Ngọc Lan. Em tên Lê Thị My. Năm nay em 40 tuổi. Em đến từ Nha Trang. Em làm nghề uống tóc. Từ Nha Trang vào thành phố Hồ Chí Minh hả My hả? À, dạ, dạ đúng rồi anh. Dạ. Rồi, mời nhà trai. Chào chương trình Bạn Muốn Hò. Chào anh Quyền Linh. Chào chị Ngọc Lan. Chào quý khán giả. Và chào bạn gái bên kia. Em tên Đỗ Văn Quyên. Năm nay là 46 tuổi. Quê gốc là Nghệ An. Mà hiện đang ở Bình Dương. Công việc chính là chủ doanh nghiệp vận tải. À, công ty có nhiều xe? Dạ ít ạ. À. Mấy chiếc? Mới có chiếc ạ. À. Đang tính mua chiếc nữa mà chưa mua. Sao anh bây giờ mình có bạn gái của mình lấy vợ là mình mua luôn chiếc đúng nữa? Đúng rồi. Dạ đúng rồi ạ. À. Vợ điều hành chiếc, chồng điều hành chiếc. Cho vừa lại luôn nữa. Đây luôn. Em hơi tò mò chút xíu là không biết là tình trường của mình đã trải qua bao nhiêu mối tình. Dạ. Vợ đầu là có con thôi. Dạ đúng rồi. Em có những ưu điểm khuyết điểm gì Quyên? Thường thì em thích đi làm từ thiện với lại đi chùa làm công quả hay giúp đỡ người khác. Ưu điểm thì mảnh thì là tự tin với lại thật thà để tự lập. Xấu thì như ngày trước thì hay tự ái, lòng tự ái cao quá. Có khi bạn đến ngồi nhậu hay là ngồi chơi mà nói chuyện mà kiểu như mà nó chạm tự ái của mình thì mình đứng dậy mình về, nhưng mà sau này thì thấy như thế là xấu thì bỏ cũng được 80%. Chị My, cái ưu điểm của chị là gì? Dạ, ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng, tự lập, có chí cầu tiến. Khuyết điểm của chị là chị hay nóng tính với lại hay gan. Càng ạ. À. Bình thường. Chào anh. Bên kia thì hơi tính, hơi tự ái nữa mà bên đây nóng tính với gan là nhờ hơi nóng mệt. Tính. Họ ghen nhiều anh Quỳnh Linh. Dạ, tùy trường hợp anh ạ. À. Nhà trai thấy nhà gái rất là hiền luôn á. Dạ. À, nhưng mà nóng tính là dạ, nhất là làm gì? Ấy là nóng tính nghĩa là em thích người khác làm theo cái ý của mình gì đó chứ không phải là dạ. Em có đủ tự tin để đem lại cái sự yên bình ấm áp cho nhà gái, không để cho nhà gái ghen không? Dạ thật ra thì em thì con người rất là đàng hoàng trung tình. Cái điều đó là điều em khẳng định. Tức là mình không làm cho người phụ nữ phải trao đảo hay là suy nghĩ về mình về cái gì cũng rõ ràng. Trung tình hay không á, là ở cái chỗ ví dụ như có một bóng hồng đi tới ve vãn mình, mình có mạnh dạn từ chối người ta hay không? Dạ từ xưa giờ chưa có ai đến như thế cho nên mình cũng chưa biết. Mà giờ đến chắc không đến đó. Sao có điện thoại tức là người ta trung tình rồi đó. Ai giấu gì. Có điện thoại nhiều khi là hả em hồng không có lưu em hồng mà lưu anh ba. Rồi làm sao biết được. Để đi coi nhà trai sao chào gái, chào anh. Chị ơi em thấy anh được lắm á chị. Nhìn anh rất là chân chất. Em mong muốn cái người vợ tương lai của em là người như thế nào? Em cũng thích một người là hiền một chút, đừng có dữ quá. Hiền, bên kia có hiền. Dạ hiền. Thì nếu mà xinh xinh được thì càng tốt. Xinh, dạ. Có bên xinh. Đây là dư xinh luôn. Da xanh trắng nữa thì càng tốt nữa. Trắng có trắng. Trắng luôn. Công dung ngôn hành nữa càng tốt nữa. Bên kia có đó. Bên đây là nấu ăn rồi ca hát rồi được hết. Vậy Dũng có Dũng chị Hằng không vậy chị hả? Để em làm chú cùi chứ. Trời ơi trời. Rồi em gái, theo em thì cái mẫu hình lý tưởng đem có thể hướng tới là gì? Dạ em người mẫu hình lễ tiễn là giống như anh Quyền Linh là được ạ. À như Quyền Linh. Khó à, cái này khó à. Không dễ à. Anh cũng bình thường thôi. Em không thích điều gì đàn ông hả em gái? Dạ em không thích là người đàn ông nhậu nhiều với lại cờ bạc đâu anh. Nhậu nhiều, mấy ông xe tải thì nhậu dữ lắm à. Không, em thì một tháng cũng nhậu được 4-5 lần. Có trời thể ơi, là quá hơn. Trời quá đất anh ơi, một tháng 4-5 lần là quá trời nhiều. Nhậu có lầy không? Không lầy thì không có lầy, nhưng mà có nhiều nhậu nhiều thôi. Thật ra cũng nên nhậu một chút. Dạ nhưng mà quan hệ ngoại giao thôi. Dạ quan hệ nhậu phải kiểm soát thôi. Dạ. Chứ đàn ông ai không nhậu. Bây giờ mình xin ý kiến người nhà đi. Dạ. Ha. Chị ơi chị đi với ai vậy chị? Chị đi với bé cháu họ. Em chào anh Quyền Linh.
và chị Ngọc Lan. Em tên Linh, cháu của dì. Dì em á thì rất là hiền và chăm chỉ làm ăn lắm, tiết kiệm rồi có hiếu. Nhưng mà giờ dì á thì chỉ còn con gái thôi, mà ông bà ngoại thì ba mẹ của dì thì mất hết rồi. Cho nên bây giờ dì lên đây á, dì cũng muốn kiếm một người đàn ông thật sự là thương yêu hai mẹ con, lo lắng chăm sóc, quan tâm. Dì á thì cũng hiền lắm, nhưng mà đôi khi á dì cũng hơi chúng một chút xíu. Anh hứa với lại em với lại với dì, anh có làm được điều đó không? Được, cái đó thì dễ mà. Chắc chắn nha, anh chắc chắn cái đó dễ. Tại vì dì đã một lần như vậy rồi, dì cũng bị tổn thương nhiều lắm. Rồi còn Quyên đi với ai? Dạ con đi cô chú nuôi, rồi em gái, rồi bạn. Kính thưa là chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, thưa hai MC là Dương Giang. Và cuộc đời tôi hôm nay cũng rất là sung sướng được gần anh Nguyễn Linh và cô Ngọc Lan. Cái điều mà chú thấy ở đây hai cháu yêu cầu hình như là có sự là tương đồng và sự may mắn. Anh Quyên là quê ở Nghệ An, cô My là quê ở là Nha Trang. Cùng là miền Trung, Bắc miền Trung, Nam miền Trung, và tôi là Trung miền Trung. Đặc biệt cái chữ chung thủy con gái miền Trung là số 1. Chú nhìn cháu My là chú thấy là cháu My thiếu. Thiếu ở đây là gì? Là tại vì cô chú nhìn thấy cháu My thì mới đủ hơn. Chú máu nói mình chú nhìn thấy là thiếu đó. Cho nên là thấy là cháu My á, biết nói dùng cái từ gì ta? Equalizer đi. Trong cái một trong bộ phận của dàn âm thanh, Equalizer là có một cái nút echo. Echo hả? Echo thì nói Việt Nam là ok. Ok lễ cô. Rồi, cảm ơn chú. Bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ nhau để cảm nhận thêm chút xíu nữa, rồi mình sẽ đưa ra quyết định ha. Mở rào. Đấy, không gian này là của Quyên với My đó. Hai bạn cứ thoải mái đi. Hôm nay đến chương trình anh có món quà tặng em là cái giỏ sách. Dạ, em cũng có món quà tặng anh. Cảm ơn. Trời ơi, cái này là đúng đúng rồi mọi người ạ. À. Đang rất cần à. Giờ con em thì đang hiện tại đang ở với ai? Đang ở với em hả? Dạ, con em ở với em. Em có gì hỏi anh không? Dạ, anh thấy em thế nào? Hiền, trắng có trắng. Dạ, cảm ơn. Cũng xinh. Dạ, thấy anh cũng cũng hiền, dễ mến. Ai nói gì hết. Dạ. Em là làm tóc hả? Dạ, đúng rồi anh. Theo em thì sống thử thì có ý nghĩa gì không? Dạ. Nếu như em với anh có cơ hội đến với nhau thì mình cứ tìm hiểu. Đúng rồi. Một năm sau cũng được. Hiện giờ thì em ở Nha Trang. Công việc... em có tiệm ngoài đó, con gái cũng học ngoài đó. Thì anh ở Bình Dương thì bao lâu anh ra thăm em một lần hay là như thế nào? Nha Trang thì chắc cũng phải một tháng chỉ được một hoặc hai lần thôi. Chứ bởi vì công việc nó cũng không thể nào mà mình muốn mà đi được. Tại vì công việc của anh là công việc của khách hàng á. Mình làm theo người ta chứ không phải người ta làm theo mình. Nó không được quyết định được. Thì có thể là một tháng một đến hai lần có được không? Nha Trang thì 500 cây đúng không? Thứ bảy đi, chủ nhật về được, vẫn được. Thì có thể sáng là cũng được. Tối về cũng được. Cũng có thể được 2-3 lần. Cái tình cảm có đủ mà để mà đi hay không? Có thể là một tuần một lần cũng nên đấy. Anh thì anh nghĩ nếu mà lấy nhau thì chắc cũng phải sinh một đứa. Em thấy sao? Con cái thì trời cho mà. Thì nếu như... Tại vì cũng muốn gắn kết với nhau á. Thì phải có đứa con thì nó sẽ gắn kết hơn. Nó sẽ, mình chăm lo nó sẽ tốt hơn. Ví dụ lấy nhau thì mình ở đâu? Ở đâu anh? Chắc ở Bình Dương em hả? Bình Dương thì anh thì hiện tại thì chưa có nhà, đang ở nhà thuê thôi. Nhưng mà nếu mà muốn thì em có thể vào đây rồi mình mướn mặt bằng mình làm được không? Dạ, ở Nha Trang thì mặt bằng em cũng mướn. Như thế thì đi được mà, không có vấn đề gì đúng không?
rồi em phải hát tặng một ấy một bài nào đó rồi nói những cái lời gì đó cảm xúc của em tỏ tình ấy. Đại loại như xong. Là mình tỏ tình đó à. Mình hay cảm nhận đi chị. Hơi người yêu em như ngàn ánh sao bừng lên trong màn đêm lung linh đẹp xinh, những phút thần tiên bên nhau lòng ngất ngây trào dâng trong lòng em đam mê cuồng say, mình yêu nhau đi và yêu nhau hoài nhé em, kề vai bên nhau cùng say sưa khúc nhạc tình, mình vui đêm nay và trao nhau tình đắm say. Này em yêu ơi, tình anh ngàn lời muốn nói rằng anh yêu em. Ê ồ ồ ê ồ. Yêu chết nhất trên đời. Ê ồ ồ ê ồ. Và chỉ mình em thôi. Ê ồ ồ ê ồ. Trong trái tim anh. Yeah. Em có tin anh không? Mới gặp hỏi có tin không? Có tin đi. Thì tin thì mới yêu được chứ không tin khó yêu. Đến với chương trình thì ai cũng muốn làm, muốn có một cái gia đình thực sự luôn, gia đình chứ còn mà nếu mà đến để mà quen biết thì chắc là cũng dễ, ngoài đường thiếu gì, nhưng mà quen để mà đến với nhau mà vun đắp gia đình sau này phải nói sự chân tình. Nếu mà em mà đồng ý thì sẽ bấm nút cho anh thì sẽ cố gắng chăm sóc. Tỏ tình nghĩa hết hay lắm rồi. Xong rồi. Dạ hay ạ. Rồi, được rồi. Thầy cứ ngồi đi. Sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Như vậy chúng ta có thể nắm tay nhau. Chương trình đón xem chương trình ghép đôi thần tốc được phát sóng vào 22:30 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7, 22:45 chủ nhật hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media.